Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game Action. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái con GTA 5 này. Và dưới sự điều khiển của Trevo thì anh em sẽ đi làm nhiệm vụ ở cái đồng quê hoang vắng này. Ok. Thì lần trước thì vừa bem nhau, bem với thằng người yêu rồi. Ôi, có chuyển được nhân vật khác không? Vẫn cứ chưa chuyển được nhân vật khác. Ồ, thằng nào đẹp trai ấy. Anh như là thằng này ở trong GTA 5. Mẹ trong này là GTA 5 online, là cái nhân vật của mình. Mẹ. Ok, bây giờ đi kiếm xe thôi. Đi xe ở trên vô cho lại. Ok, tới lên. Woo. Cút ra. Rồi. Ui, tha thu, tha thu. Woo. Úi giời ơi, úi giời. Úi giời chết tôi rồi. Úi giời ơi. Rồi, quá đẳng cấp. À, cái xe máy có. Có cái xe kia. Chấn lột. Oh shit. Dash. Chu 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 chu. Đi đây mày, xuống xe mời. Trộm xe mời. Woohoo. Con này bốc đầu bình sướng này. Chết cha. Xoay. Đi thích vậy. Rồi. Phiêu đây thôi. Nhà của ấy sao ấy. Nhà của ông à đâu là cái shop béo gì. Đây là cái shop béo gì chứ không phải nhà. Tới đây nào. Let's go. Open. Ok. Vào đây rồi. Vào vào đi các. What the? Trevo. Cậu vẫn bị cấm ở đây. 2-2 người này thì sao? Mày. Ui. Đánh nhau luôn. Ha ha. Trevo is the best. Anh ấy thắng. Đuổi hắn đi. Tôi không thể đuổi hắn. Saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang. Pleasure to meet you. Oh, no, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang. Thằng Chang anh em ạ. Tao đang lên cao, tao đang phê như một cục kích. Bựa vậy. Rồi sao? Bây giờ đến phòng thí nghiệm à? Woohoo! Có xa không tôi ngại lắm. À, ngay gần máy thế. Đi gần gần tôi đi, đi xa tôi ngại lắm. Đi xa thì thích đi taxi thôi. Cái tính của tôi là không thích lái xe. Đi trộm xe tôi thích. Úi rồi. Chết con mẹ thằng đằng sau rồi. Thế đéo nào. Nó ngồi đằng sau mình đâm vào đá nó chết luôn. Let's go. Lên em ơi. Đi thôi. Mình đang gọi thằng Jeff. Thằng đầu bếp à? Jeff, chúng tôi sẽ đến nhìn cái bếp đi. Ok. Rồi xuống đây và hạ chúng đi. Ồ, ai đấy? Hình như có đứa nào đang cướp nhà hàng thì phải. Biệt đội giải cứu đến đây. Biệt đội siêu nhân. Đừng đừng. Cái đéo gì vậy? Thằng yếu đuối thế. Mẹ. Yếu đuối vậy cơ này. Mẹ thằng yếu đuối. Gặp đúng thằng phiên dịch yếu đuối này thì làm ăn gì cho đời. Lên xe đấy các cháu. Còn lên lên vào xe kia nhỉ. Xe kia cũng như này thôi. Mẹ đúng yếu đuối thật. Đây mẹ gặp yếu đuối thế, va chạm tí cũng ngã, đập đầu vào thành ô tô chết lại luôn. Đúng yếu đuối thế. Ô, sân bay. Đi đường tắt qua thôi.
Từ từ, nó tèo. Rồi. Chết mẹ, thằng ơi, chỗ này làm sao lên được. Đi cái thằng này nó tèo quá, là tôi làm lại. Đừng chết em mẹ. Rồi, tôi lắp. Đấy, ngồi im và tao sẽ lái trở về đến nơi. Đấy, ngồi đông đậy. Rồi. Rồi, bên kia đường rồi. Chắc là phải đi tắt thôi. What the... Sói à? À, hello. Cái gì đây? Lee Kuo, Ace. Ace ở trong này à? Chết rồi. Wow, 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 wow. Bình tĩnh, Jeff. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có Mr. Chang ở đây. Ổn rồi, anh bạn. Rất vui được gặp cậu. Hình như bọn nó chuẩn bị đến đây anh em ạ. Bọn cướp chuẩn bị đến đây. Cút vào. Mr. Chang, làm ơn, đi vào đi. Ok. Bây giờ tôi sẽ chiến đấu với cả bọn chuẩn bị đến đây đây. Đấy, có khẩu súng rồi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Chúng ta khách mời đấy thôi. Cái gì cơ, cái gì cơ? Cái gì? Cái gì cơ, cái gì cơ, cái gì cơ? Chết chết chúng mày đi. Nhân. Thằng nào nữa? Mẹ để này đau mắt vậy. Về. Nó nấp được xe không chết kìa. Cái gì cơ? Con lợn này chết. Rồi đi theo thằng chép ra ngoài nhanh lên. Đi theo thằng chép chép ra ngoài. Chép chép. Chíp chíp. Tao phải tắt. Hắn đang đi đến. Hắn đang đi đến đây. Ở dưới này có cầu thang mà mình nhảy vãi xuống vãi ở đấy chứ. Chúng ta gặp sò găn. Mẹ. Chết đệ. Chết đệ. Xong rồi. Bọn nó đã yên nghỉ rồi. Người xuống nhiều tiếng. Ui xồ ôi. Quay lại kìa. Đây. Đây không ơi. Bây giờ quay lại với thằng Jeff. Anh em ơi. Anh em ơi. Đơn giản là yêu con tim anh lên tiếng thôi. Cầm tay anh. Nơi này có anh rồi. Không phải yên tâm. Súng lục. Grand Launcher. Đơn giản là yêu con tim anh lên tiếng thôi. Cầm tay anh. Nổ đầu. À. Dựa vai anh. Nổ tiếp. Nơi này có anh. Nổ. Thôi, chờ súng này đi. Bố láo á. À. Tọc 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 chết chưa? Tọc 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 tọc. Tọc 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 tọc. Rồi đi rồi. Chết rồi. Chúng ta cần phải ra sau shop nhanh lên. Come on. Mày đi mẹ mày đi, theo tao đi theo nữa. Đơn giản là yêu con tim anh lên tiếng thôi. Lên tiếng phát chết hết. Cầm tay anh, dựa vai anh, chúng mày kề bên anh. Nơi này có anh. Từ từ, cho phát gió mang câu tình ca này. Gió mang câu tình ca. Gió mang câu tình ca. Ngàn ánh sao vượt qua những ông lấy em à. Đạo phụ chúng mày. Thời gian đến rồi. Không sao, nó chạy vào đây rồi. Quay lại và dọn sạch phòng thí nghiệm nào. Con này nó đi vào đây chưa? Tự ra khỏi đây thôi.
thời gian ra khỏi đây đến nữa rồi. Thằng kia đâu? Lạnh 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 cái này, thùng thùng đá anh em ạ. Hai bọn này lạnh quá rồi. Chúng ta đã, tôi nghĩ là chúng ta im lặng quá đủ lâu rồi. Vậy lại chơi vô đầy máu rồi. Ok, người chơi vô đầy máu luôn. Hình như là mình được unlock luôn cái đạn thì phải. Mình unlock luôn cái súng thì phải. Bây giờ mình đi mua súng đi đi. Mẹ súng rồi. Yeah, continue. Chang GR. Cần súng đâu ta? Đây đây, cần súng này. Có lẽ mua súng cái. Đang có khoảng 100.000 đô. Giàu thế nhỉ. Thế lên nào. Chơi vô là mẹ cao thủ sử dụng súng của mẹ rồi. Cứ tưởng leo lên đấy chứ. Đây rồi, không mua súng rồi. Đi xuống nào. Chỗ đây. Say hello with Chevo. Bà mẹ. Chưa mua được cái, à đây mua được cái con dao rồi này. Mua con dao. Chưa mua được mã tấu. Đây mua được cái này rồi. Special carbine. Grenade launcher. Grenade launcher. Mua đạn thôi. 10 viên. Assault MG free này. Round 60. 1000 viên thôi. 1000 viên. Tôi tưởng carbine có rồi chứ. Ở đây carbine drive. Mua đạn thôi. 1000 viên. À cạo có rồi cơ. Vãi cứt. Sọt gun 500 viên vậy. Ok, tôi sẽ cho quả cabin này. Ô, oh, SM cũng có rồi. Cho quả cabin này mẹ AK-74. Màu khác luôn. Độ thêm à. Ok, quá hay. Scope luôn này. Nòng giảm thanh. Quá đỉnh. Ui, chơi vãi. Nhưng thôi, hết tiền rồi. Là mẫu giáp cái gì? Là mẫu giáp này đi. Ok. Come on baby. Bóp. Thôi, áo cùi bắp. Nó bằng áo chơi vô được. Ok, bác sĩ luôn. Ok. Let's go, let's go, let's go. Nào đây, điều ra tiếp này. Ô, oh, chấm. Ôi, đang gần nhà chơi vô thôi, đi ra đây đi. Đang gần nhà chơi vô, à, có xe của bắp. Có tiệm xăm kìa anh em ơi. Cái chỗ này, thị trấn của chơi vô ở nó nhỏ quá. Nó nhỏ nên di chuyển rất là tiện lợi. Có cả đủ đầy đủ tiện nghi ở đây luôn. Trời ơi. Tiệm súng hay là... Thằng Ron đang ở nhà mình à? Thằng Ron đang ở nhà mình à? Hello Ron. Tôi đã thử... Tôi đã thử chơi vô. Hello. Có chuyện gì vậy Ron? Here, here, đây, đây, đây. Cho cậu. Cái gì vậy? Bọn bay. Bọn xe máy sau khi cậu giết ấy. Và sau khi cậu giết Johnny và hắn đã, bọn nó đã phá hủy nhà cậu. Nhìn cái đống này đi. Cái đống này, cái đống này. Crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chap wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap wearing assholes. Wait, 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 you little shit. Ho, ho, ho. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find them. Los Santos rất là to, to. Một nơi rộng rãi, Trevor. Fucking useless. Người không được việc gì cả. Find out who did that fucking robbery. À, tìm ra người đã làm việc này. Ở thị trấn Michael Tower, nhanh lên. Bây giờ tôi phải dọn dẹp chỗ này thôi. Được rồi, Trevor. Cảm ơn, Wade. Nào, cười đi. Yeah, ok, đỡ hơn rồi đấy. Chạy nhanh lên. Thằng Trevor nó bố, thằng nó bố láo. Ok, Ron. Bây giờ chúng ta đi chứ.
Thằng Chevo mà nó nói không nghe là nó bắn luôn đấy. Kinh lắm. Thế là nó mới là thằng bệnh hoạn. Đi thôi cho Ron, đi thôi. Xe xịn thế. Ô, hai cái xe khác nhau à? Let's go. Vào đi, vào đi. Úi dồi ôi. Đâm con mẹ vào đây thì làm ăn gì? Thằng Ron đi đâu đây? Ơ cửa hàng súng, tôi vừa mua súng rồi mà. Vừa mua xong. Mai. Tôi vừa mua xong mà. À mua scope rồi. À sniper rifle. Ok. Mua ấy, mua scope nữa. Có scope rồi này. Thì tôi mua hết rồi thì phải. Event scope, ok. Mua đạn thôi, 500 viên. Rồi. Rồi sao ra ngoài hả? So, go back to the shop and get the support for the sniper rifle. Mẹ, tôi mua rồi mà. Mua hết rồi mà. Đâu, mua cái gì? Xong chưa? Get an advanced scope. Đấy, tôi mua rồi mà mấy. Rồi, ok, bây giờ ra cái xe kia. Mình đã có scope rồi. Wow. Súng ngắm vãi cả lềnh luôn. Vãi lềnh chim sẻ luôn. Sao thế? Công nhận. Xong lại, ủa chơi vô nhiều súng này thì. À, đến chỗ Ron. Đi thôi. Yeah. Yeah. Úi dồi. Ai đi xe máy xịt đấy. And cổng kềnh vậy cả là. Đó, lên vào đây. Ui, nhìn thấy cả cái chỗ này rộng lớn vãi. Tối có mẹ rồi, đánh đấm gì. À, giết bọn. À, giết bọn biker, đúng rồi. Giết bọn biker, đúng có mẹ rồi anh em ạ. Giết bọn biker. Mày, bọn nó dám phá nhà bố mày giết hết. Rồi, thư giãn đi. Đâu, thằng nào ra đây. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me, Trevor? Tôi có thấy đâu. What the lợn. À, một cái cầu hả? Thấy đâu? Đâu thấy. Đạo phụ. Đâu thấy gì cả. Over by the road. Cần cái đường á. Thấy gì đó. À đây. Vô tổ. Đây tôi đây đừng có bắn. Bắn chết cụ bây giờ. Được rồi đi. Tôi đang đi đây. Hãy kiểm trợ tôi được chứ. Có thằng nào không. Đi con. Thấy ai đâu? Ở đây. Giết tốt lắm, Trevor. Mày có muốn tao bắn mày không? Đi nhanh ấy. Ủa, chết. Bắn cái đèn trên này à? Đèn nào nữa? Ở đây. Ở đâu? Cố lên anh ấy, các bạn. Được chưa? Chúng có đến kìa. Đến nào nữa? Ở đây.
rồi. Một cái rồi. Chúng ta còn một cái nữa. Ai đéo nào nữa. Đây à. Cái đéo nữa gì. Còn đến ô tô thôi. Sao có mấy thằng à? Một thằng. Chết con mẹ rồi. Chết chết chết. Cái đây. Quá là bắn ở trên tháp. Mẹ. Tôi bắn con mẹ thằng ở trong xe ạ. Vãi lềnh. Mẹ thật. Bắn trước vậy. Đợi phụ mày. Tao đang bắn. Đấy để mày đứng đây để. Thanh niên vẫy 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 hiểu. Tao biết rồi. Má ơi đừng nói nữa. Có thằng chuẩn bị ra đây đấy. Đi tiếp đi. Tao đã xử lý cái thằng đứng ở các canh rồi. Xử lý hết đèn rồi mà. Đi tiếp đi em. Đi tiếp đi. Ồ. Đi tiếp là công nhân. Đừng bắn thằng ở trong cái xe van. Đợi đến khi nó đi, nó dừng lại và đi ra ngoài. Đây, lâu quá. Đi ra ngoài đi em ơi. Đi ra ngoài đi em ơi. Ngồi ra ngoài đi. Ông Gono đang nấp ở đây này. Ủa thì xì. Rồi, ra ngoài đi con. Giữ bắn và đợi nó ra ngoài. Ra ngoài đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi rồi. Control tower đây, 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 đây. Nó đi rồi. Chết rồi bạn. Đi rồi. Rồi, hắn đã chết. Come on man, đi nhanh mẹ lên là bắn chết cụ bây giờ. I got you in my sight. Anh em có thấy quen quen không? Tôi không thể. Có một thằng nữa, có một thằng nữa. Đâu, đâu, đâu. Có một thằng nữa. Đây, đây, nó đây. Đi rồi. Có một thằng, có một tên thứ hạng đang đi ra từ... Rồi. Giết tốt lắm, Trevor. Mẹ. Thật... Mẹ. Bữa vậy, nhanh lên. Làm gì thì làm nhanh lên. Cứ canh chừng đi. Bây giờ chúng ta bây giờ ui chiếc tanh. Chết cụ mà đi. Một cái xe nữa đang đến, nhanh lên. Thấy ai đéo nhỉ? Nhanh lên má ơi. Tối vãi cả đai thấy đéo ai. Thích out the pilot. Đâu. À đây 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 đây. Mẹ. Chết cụm đi. Oh shit. Oh shit. Shit. Oh. May vãi. Bắn may may bắn trúng. Ra đón thằng Ron nhanh lên. Ra đón Ron. Nhanh 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 nhanh. Chúng có đến rồi. Mẹ thật. Chết rồi. Đến đi mày. Mẹ bây giờ Ron làm sao ra được. Chúng mày có biết bạn tao đang ở đây không?
Một thằng. Tôi đang vào đây ông ơi. Ông bình tĩnh. Chế bộ. Đừng sợ, tôi đến đây. Đây. Mày á, chúng mày nhờn á. Có anh ở đây rồi. Đơn giản là vì con tim anh lên tiếng thôi. Lên. Cầm tay anh này, dựa vai anh này. Bảo phụ chúng mày. Thế cho cụ. Phải động máy bay đi con. Đơn giản là yêu con tim anh lên tiếng thôi rồi. Chị vào máy bay, vào máy bay. Nhanh mày. À Ron lái, đéo phải mình lái, ok. Nhanh lên. Ui, ông chơi vô ông nằm đấy luôn ạ. Bố láo này, hay vậy. Thì đéo mà nằm trên máy bay luôn, bựa vậy. Chết cụm chưa? Đúng mẹ cái trò này kinh ạ. Trò này đúng là thật anh em ạ. Nằm trên máy bay mà không chết, úi sổ. Let's go. Nhanh lên Ronald. Bay đi. Còn đến kìa. Rồi chết rồi. Gục ngã. À hình như cắp lốc là thêm đam hay sao ấy. Là của Chevo là thêm đam. Bắn nổ mẹ cái mà kinh mãn. Anh nhìn tôi bắn này, nổ ra, nổ rồi. Thấy chưa? Có thêm đam hay sao ấy, anh em ạ? Chết em đây. Come on, let's go. Bay đi. Đây, lâu quá lên. Vamos, lên. Rồi. Shit, nhảy xuống rồi. Có một cái đang ở đây. Rồi ôi, lên mẹ ui. Thằng đéo nào bám kia. Bay nào. Chị đều biết bay. Đây rồi, đây bay rồi. Shit. Mày. Nó đi xuống không? Dụng đi con này. Đi rồi. Nó đi rồi. Khổ quá cả này. Thanh niên. Sợ anh em thấy không? Lại tôi, may tôi bay được nhá. Lại tôi chưa bay bao giờ cơ. Vào đây tôi bay được rồi. Úi dồi. Rồi, lấy máy bay để bay qua nhà của nhà ấy à? Bay qua nhà Michael à? Bay lên. Step City. Ủa lên nó mày. Bắn lên. Rồi. Bắn lên nào. Bắn cái này bựa vãi. Thì đó tôi phải bay tôi tưởng tôi đứng lên cùng thằng Ron chứ. Tôi rất là lười bay. Bay rất là khó. Mẹ. Em thấy chập trùng không? Đu núi chập trùng không? Trong này rất là đẹp. Cảnh rất là đẹp luôn đấy. Ngồi trong này rất là thoải mái luôn. Nhưng mà bay ở ngoài khó lắm. Còn bay này cho dễ đi. Rồi, bay đỉnh cấp vãi cứt. Rồi, bình tĩnh em yêu. Anh em nếu mà muốn bay thì hãy dùng chuột nhá. Dùng chuột và phím tổ phím WASD để bay. Và nếu mà muốn máy bay chốc đầu lên thì anh em di chuột xuống. Mà muốn chốc đầu xuống thì anh em di chuột lên nhá. Đây là cái cách mà tôi bay đấy. Bây giờ phải ra biển à? À, hello. Mình đang ra chỗ chỗ nhà Michael rồi phải. Đoán là vậy. Đâu thế? Ra mẹ biển Pacific rồi. Ok, bay thấp thôi, chúng ta không muốn bị phát hiện bởi radar đâu. Tàu máy rất là thấp đây. Bay thấp hơn mày đây. Mày bay cao thế. Mày bảo tao bay thấp xong mày lại bay cao là thì đéo nào. Khốn nạn. Rồi. Drop the cargo nearby. Drop cái gì? Được chưa em?
successfully delivered, Ron. Now remember, okay, ăn rồi. Beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheese. Ô, thắng rồi em ơi. Bây giờ đua với Ron đến cái điểm airstrip. Úi dồi, quay lại đây à? Mệt vãi lệch. Bây giờ đua với Ron kiểu đéo gì, tôi không muốn đua. Vậy tôi không được huấn luyện phi công giống như cậu, nhưng mà tôi có thể làm điều gì tôi tốt nhất. Thôi bố mới đi thôi. Ở chỗ tiền núi cao thế. Ủa chỗ này là quân đội doanh trại, quân đội nhân dân Việt Nam. Mấy xăng giờ. Xăng còn không? Fuel vẫn còn mày thế. Tưởng hết xăng là cứt. Ôi tôi Mexico gì đấy. Thằng em ơi. Thằng em ơi. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. Bay 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 mệt vãi. Rồi mặt trời lên rồi. Mặt trời từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim. Rồi, mặt trời chân lý chói qua tim. Ôi, vừa có đuôi, ui rồi. Lao xuống. Rồi, lao xuống rất là ghê rồi, bay lên rồi. Vượt qua thằng kia rồi. Ui, vượt qua chứ ơi. Đang bay đến đảo đầu lâu anh em ạ. Không giờ, Skull Island. Anh em xem phim công chưa? Anh em nào xem rồi thì comment ngay phía dưới nhá. Thực ra tôi vẫn chưa xem. Úi dồi ôi. Anh em kia tù lại đằng sau rồi. Không sao bằng chê vô được. Không sao bằng tao lái được. Mà tí thì hạ cánh cơ. Hạ cánh mới khốn nạn. Tôi sợ nhất là hạ cánh nổ mẹ máy bay rồi vậy. Đây cái đường bay rồi. Cái đường bay, mình bay thẳng. Mình bay thẳng đến cái chỗ ấy rồi. Rồi bình tĩnh thôi em ơi. Ôi. Bình tĩnh thôi em ơi, bình tĩnh. Rồi, ăn rồi, con này. Rồi. Bình tĩnh thôi, đầm mẹ vào đây rồi, bên ngay mà. Mẹ. Bây giờ lái máy bay như lái ô tô ấy. Né, sao mày lại, trái. Yo. Quá đẳng cấp. Tôi là một phi công thứ thiệt. Come on, Ron. Tôi tưởng là một cú ngựa thực thụ cơ. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. Okay, vậy là chúng ta đã thành công trong việc bay mẹ từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác rồi. Thơm quá. Don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor, quá đẳng cấp, bro. Say oh yeah, anh em. Say oh yeah. Yeah. Oh yeah. Đấy, bây giờ chúng ta đã có thể mua máy bay ở trong cái xưởng Vapid này. Xong nha mẹ. Rồi bây giờ chúng ta có thể mua những cái chỗ đỗ xe hoặc là chỗ gửi xe, gara. Đầu tiên là gara ô tô, sau đó thuyền. Ui, có cả mua cả giá phim ạ. Xong nó gửi tiền về cho tài khoản. Ui, ngon thế. Ngon lắm em ơi. Úi dồi ôi, chỗ này smoke on the water. Chỗ này phê pha phải biết. Chỗ này mua cần xa. Rồi lái máy bay đi chơi vòng đi. Thôi em ơi, rồi. Ui, 62.000 đô. Mày, kinh vãi. Đúng là thằng Ron cũng khác. Ok, bây giờ tôi ra hướng làm nhiệm vụ phụ hết xong rồi. Chúng ta kết thúc tập này đây thôi. Mỗi tập chỉ làm 2-3 nhiệm vụ thôi anh em ạ. Không, à, có cái xe kia.
Đơn giản là yêu con tim anh lên tiếng thôi. Vô lộ. Mà xe bựa vậy. Xe đéo gì thế này. Tông. Sợ ngay. Tôi mới trêu thế đã sợ xón cả đái rồi. Rồi. Chuẩn men luôn. Rồi. Quá bro. Gì đấy? Cửa hàng vũ khí thông báo có vũ khí mới à? Úi xù. Cày ruộng, xe cày. Có lẽ ủi xe này đi trên cát ngon vãi. Úi xù ôi. Trốn rồi, đau đít lắm đấy. Đây thằng đéo ở đây. Úi xù ôi. Hello em yêu. Anh đây rồi, anh chàng đẹp trai, hello. Có chuyện gì ở đây? Ôi giời, bà béo thì. Bà béo vãi lên. Béo ai cả cứt. Tao nói được nói nhiều nữa, mày ra lại vụ gì cho tao mày. Rời khỏi cái hiện trường. Đi rời thôi. Mình thích thì mình đi thôi. Ôi giời. Cồng kềnh vãi cứt. Tôi rời khỏi đây, bây giờ bà làm thì bà làm đi, tôi rời khỏi rồi. Ôi, new contact. Mau đe. Ok, tiếp tục ra cái hỏi chấm đây nhá. Hỏi chấm này. Đùa không thằng kia. Tuổi dê. Woo, đi rất là nhanh. Mày láo. Bay thử qua đây nhanh nhá, bay thử qua đây nhá. Cố lên. Ôi trời. Mày ở nước đông. Nước sâu chết mẹ. Bay. Xời. Nó đỉnh. Ô, cái cửa hàng lỗi mình vào mà bị đuổi ra. Ê thì tôi phá hàng rào này. Trời, quá đặc cấp. Em đi đây. Bắn chim à? Này anh bạn. Follow Slater. Bựa quá. Bố cho quả grenade launcher vào đầu bây giờ. Oh, tôi đã ở đây. Chéo quá. Rồi sao? Anh có thể làm điều đó nếu không có súng à? Một cái. À bắn cái chảo vệ tinh. Mày biết nhỉ? Có cái nữa đâu? Thấy đâu? À đây. Rồi đi rồi, dụng rồi. Boom. Quá đẳng cấp, tao bắn bây giờ tao bắn mày nhá. Ôi giời, dám trừng mắt với mình. Răng trắng vãi, bắn phát thọt mồm mày. Go to the motel. Nào thì đi. Motel. Motel là cái khách sạn thì phải. Nó giống cái hotel anh em ạ. Ô. Thằng xe tớt này. Mày bảo tao đến motel xong mày bảo rê thơn là thì đéo nào. Em mày. Thì đéo có xe. Motel sao vết lại thổ cướp cái xe này vậy. Xe đâu hết rồi. Thôi đi bộ đi anh ơi. Em đéo có xe đến lúc này anh ạ. Chúng ta tiết kiệm thời gian nếu chúng ta lái. Nên xe đéo đâu mà lái. Đuổi à. Xe không biết lái được không. Xe cùi vãi cả đây. Đập đi, đéo đéo gì. Xe này còn đéo có báo động cơ. Bơ.
Xe cùi vãi cả này. Cùi mía. Xe cùi bắp vậy. Xe đi ngon thế chứ. Đâu phải cùi đâu. Xe mua theo rồi. Ôi chạm này. Khách chạm đây rồi. Ôi ôi. Đúng không, xe không trả tiền nữa. Xe đúng là xe miễn phí đúng không? Để mua theo anh em ơi, mua theo béo ơi, trong bẩn bựa quá. Trong bẩn bẩn của nó thì cũng khách sạn miền Tây. Mà nói ít thôi, tao cho quả lựu đạn vào đầu bây giờ. Thế tao cầm gì được không? Giờ có đi không? Không chọc cho cái thối đầu bây giờ. Con gì này? Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ngươi cần bắn gì không ấy? Ngươi cần bắn gì à? Chắc là cần bắn gì nó mới nhờ mình. Hoặc là luyện tài bắn súng cho mình. Đây ông ơi. À bắn lốp xe. Bắn lốp xe. Lốp đéo thùng à? Đừng đi chơi bộ bắn đi. Nó đéo thùng. Chạy này. Rồi một cái. Nó đéo thùng lốp anh em ạ. Rồi thùng rồi. Nice. Một cái nữa. Đây 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 đây. Nhờn. Thùng ơi. Khổ quá, tôi giết mẹ thằng kia. Đi chậm thôi mọi người. Rồi đi đâu đây? Đi dành cái chân lên ông ơi. Thằng em vậy. Cút. Cút khỏi tầm bắn tao thằng Nick à. Cái tầm zoom kinh vậy anh em ạ. Tầm zoom 10 cơ mà. Đây đã kinh là phải nó zoom tầm đây mà nét như HD thế này thì. Nó vì được rồi nào. Nó đi thì tuyệt vời luôn. Nhanh lên tao bắn chết cụ bây giờ. Lên nhà nào, lên nhà nào, lên nhà nào. Ui đi ra rùa. K. Ui. VTV3. Chúng ta sẽ bắn từ trên này. Ôi, chim 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 chim. Chim này. Hello con. Ok mà thôi. Anh em tha lỗi tôi nha. Cầm tay anh. Úi giời. Dựa vai anh. Gì đây, con gì đây, con mới có gì đây. Ui sói à, ui mình phải giết nó à. Vãi lềnh. Coyote là con sói. Xin chúc mừng. Chạy các mẹ rồi. Hai con, một con nữa. Rồi, xin lỗi bọn mày. Tao phải làm nhiệm vụ, bây giờ tao bắn chết thằng này cho mà chúng mày xem. Ô hôn xóa lại. Chết này. Ô hôn xóa. Bắn người đi. Bắn động vật, tôi yêu động vật vãi cứt ra. Tôi bắn được. Tôi bắn được. Ok. Để ủng hộ mình làm tiếp cái series GTA 5 này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe và comment ngay phía dưới để mình có thể làm tiếp các series GTA 5 khác vui hơn nhá. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.